xin chào cô chú anh chị đến với xem mình hội nha. Hiện tại thì cô Hanh Hằng này cả nhà, đó cô Hanh Hằng ha. 2:34 bữa nay là đêm cuối nha cô chú anh chị, ngày 30 tháng 7 là đêm cuối, ngày mai là 31 là có thể là đi quả tán mình ăn quà cho cả nhà. Họ bị cảm á nha, nên tiếng hơi khàn, mong cả nhà thông cảm nha. Cô anh Hằng là lại buổi chiều để họ chia sẻ cho đến cô chú anh chị đó. Bữa nay là 30 cả nhà, là đêm cuối thì bên phía bên kia cũng là làm nhạc nhạc rồi cả nhà đó. Còn nhạc bị tối đêm nay là 7 giờ sẽ hát lên nha cả nhà. Cũng có rất nhiều lãng hoa nghe cái nhà đó, những dòng hoa rất là quý của chú chị. Thì buổi chiều thì có nghệ sĩ Hanh Hằng, thì tối thì cũng phải là nghệ sĩ tới cả nhà, cũng có thể là ban nhạc của chú chị. Thì cô chú chị có xem kênh của Thội thì ủng hộ Thội like và đăng ký nha, để Thội có động lực tối nay quay rất là nhiều của chú chị nghệ sĩ hát lên ha. Tại giờ này cũng qua mới 6 giờ của chú chị, còn rất là còn khoảng 7 giờ hát. Còn hiện tại thì cô vô hấp hương nha cả nhà, đó cô Hằng vô hấp hương.
chỉ mưa nè cô chú anh chị, chị gặp ha. Là bị mưa cả nhà. Đó. Quá nó tối giờ mà mới 6 giờ là mưa cô chú anh chị. Ở đây. Xin kết thúc clip nha cả nhà. Thì giờ trời cũng tối, trời cảnh mưa luôn chú chị. Có thua luôn cô chú. Thì tối chú cảnh thì có nói đi tối gì thổi cho quay tiếp nha cả nhà. Các bạn chú chị hẹn video tiếp theo nha.
xe này cô của Hạnh Hằng nha cả nhà.